rồi để anh em làm được kiểu thứ tư thì anh em cũng trở lại về sang kiểu cơ bản ban đầu là kiểu thứ nhất. Thì đầu tiên anh em cũng gạt cái cây chân kính sát như vậy đấy, rồi anh em xoay một góc cò quéo cho cái con ốc này nó về chính diện của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu xây một vòng. Đấy, vòng này khoảng 60 hay 30 gì đó tùy anh em. Đấy, và bắt đầu chúng ta xây cái mặt kính về một góc 60 độ thì chúng ta sẽ có một cái kiểu để kính thứ tư rất là đẹp. Đấy, anh em xây đến khi nào mà anh em thấy hợp ý thôi nha. Và cái kiểu thứ tư này nó rất là đặc biệt là anh em có thể điều chỉnh kiến đây, xây lên, xây xuống, xây lên, đấy tùy ý anh em muốn điều chỉnh thế nào thì tùy tầm nhìn của anh em thôi. Thì cái kiểu thứ tư thế này nó rất là hạn chế về cái phần nhô ra ngoài, thì nó cũng sẽ hạn chế về cái phần qua quạt cho anh em, nhưng mà rất là đặc biệt, nó khác biệt so với ba kiểu cái để kính trước là cái phần cặp vào thì nó không gặp vào đồng hồ nữa. Thì chúng ta để thấy được phần đồng hồ